vào tình yêu. Vâng, và xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Audio. Thì ngày hôm nay em xin được phép giới thiệu các bác một cách mà đúng ra là hướng dẫn các bác cách mà chúng ta kết nối Bluetooth với những sản phẩm như là Denon N9, N10 hay là một số sản phẩm Panasonic khác. Đó, thì khi mà cái tính năng của cái thiết bị này cũng như là một vài thiết bị khác, nó tính năng nó sẽ nhận diện cái máy chủ, tức là cái điện thoại chủ của cái Bluetooth đấy. Tức là khi mà mình mở máy lên thì nó chỉ kết nối với điện thoại đó thôi, nó sẽ không kết nối điện thoại khác. Thì vấn đề ở đây là để mà kết nối được với các điện thoại khác sẽ như thế nào, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác một cách đơn giản. Đó, đôi như ở trước mặt các bác đây là một thiết bị Denon N10 đây, thì các thiết bị khác sẽ tương tự thôi. Thì cần phải có một khiển zin các bác nhé, khiển zin chúng ta mới làm được cái này, khiển học, nhưng mà sẽ phải tìm đúng cái nút Bluetooth đó. Đó thì bây giờ em đang ở CD như thế này, em sẽ chuyển cho các bác về chế độ Bluetooth ở đây trên điều khiển nó lấy cái chút Bluetooth đây. Đó, Bluetooth. Ok, em sẽ ấn giữ tầm khoảng 3 phút. Đây là nó đang collecting, nó đang tìm lại cái Bluetooth đó. Đây, mình sẽ ấn giữ khoảng 3 giây này. 1 này, 2 này, 3 này. Đó, sau đó em buông, sau đó em sẽ vào cái điện thoại của em đây. Em sẽ vào cái điện thoại này. Em kết nối Bluetooth với nó. Nó đang tìm Bluetooth ạ. Thì mình sẽ phải vào cái điện thoại, vào chế độ cài đặt. Vào cài đặt. Đây. Làm pairing, tức là nó đang tìm kiếm Bluetooth, tức là mình phải khoảng 3 giây như thế. Mình sẽ tìm kiếm Bluetooth đây. Và đây. Trên màn hình thị cái Denon CL này. Đó, ấn đây kết nối. Thì có nghĩa là bây giờ cái máy này sẽ chỉ kết nối với chiếc điện thoại này thôi, và sẽ không kết nối với điện thoại khác được. Đó, thì khi mà chúng ta muốn kết nối với điện thoại khác thì chúng ta phải làm một cái chức năng tương tự cũng như thế, cũng chuyển về cái nút Bluetooth, sau đó giữ cái nút Bluetooth khoảng 3 giây. 3 giây sau nhà buông ra, nhả ra các bác nhá, thì sẽ kết nối được. Đơn giản như thế thôi. Thì bởi vì đây cũng chỉ là một cái thao tác rất đơn giản, nhưng mà nhiều bác không biết thì nghĩ là do hay là sản phẩm bị lỗi hay sản phẩm bị hỏng. Cái này là không phải các bác nhá, cái này chỉ đơn giản là mình nó không kết nối với điện thoại thì mình sẽ phải làm như thế thôi. Thì em sẽ mở một cái clip đơn giản cho các bác nghe. Đây. Đó, thì mình đã kết nối được rồi thì sẽ không có một cái thiết bị nào khác có thể vào được, chỉ vào cái điện thoại thôi. Đó. Ok. Đơn giản đúng không ạ? Đó, thì em xin phép dừng video tại đây. Còn những cái thắc mắc nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp ở trên fanpage Bằng Audio hoặc là website www.bangaudio.com. Thì em có thể hướng dẫn thêm kỹ hơn cho các bác cái việc mà chúng ta sử dụng thiết bị này cũng như khai thác cái thiết bị này. Đợt này em sẽ cố gắng làm nhiều hơn những clip hướng dẫn hơn nữa để chúng ta có thể khai thác tối đa cái sản phẩm như thế nào cho nó hiệu quả và dùng tối ưu. Mặc dù những thiết bị nó nhỏ nhắn như thế này thôi, nhưng mà nó có rất nhiều tính năng mà chúng ta chưa thể khai thác hết. Thì em sẽ cố gắng mày mò nghiên cứu để đưa đến các bác những cái chức năng tốt nhất của nó. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo về cái sản phẩm Denon N9 này. Hiện tại thì bên shop em còn rất là nhiều sản phẩm còn vừa về, cũng như là update liên tục, thì các bác có thể vào fanpage Bờ Mario để theo dõi cũng như ủng hộ cái kênh bán hàng của em các bác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.